Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Jobstart, nơi uy tín tìm việc làm, tìm việc nhanh, 562-691-4266. Kính thưa quý vị, mỗi thứ sáu thì chúng tôi lại có điều kiện để sử dụng thời gian cà phê sáng nói chuyện với quý vị qua bác sĩ Michael Đào về vấn đề tình hình y tế. Mà hôm nay thì chắc lẽ chúng tôi gặp bác sĩ Michael Đào sẽ có nhiều câu hỏi với ông qua những gì mà trận lụt của tại Houston đang đối phó lại. Chắc quý vị biết sau khi nước rút ra khỏi Houston thì một trong những cái vấn đề quan trọng nhất đó là vấn đề vệ sinh, vấn đề dịch bệnh và có thể nói là vấn đề sức khỏe của chúng ta như thế nào. Chắc là Di Huyền chuẩn bị từ lâu rồi muốn hỏi bác sĩ Michael Đào cái gì đầu tiên phải không? Chào bác sĩ, Happy Friday. Xin chào. Sau cái cơn lũ lụt của bão, cơn đại nạn ở bão ở Houston đó, thì sau cái cơn lụt lội đó sinh ra rất là nhiều bệnh, tức là mũi như anh Trọng cũng nói, rồi nước, rồi những cái chất dơ ở trong đó, thì xảy ra những cái căn bệnh gì thưa bác sĩ? Thì thưa quý vị, thì khi mà bị lụt lội á thì mình nhớ là nó có ba cái giai đoạn chính. Thứ nhất là trong lúc lụt lội cái sức khỏe mình đang sao, cái health concern sao, rồi sau đó là right after cái lụt lội, rồi sau đó một thời gian sau, nhiều khi mà 6 tháng sau, 1 năm sau, cả 2-3 năm sau, cái hậu quả của cái lụt lội về cái sức khỏe của mình, nó liên quan tới sức khỏe của mình. Thì thứ nhất á, of course, lúc mà lụt lội á thì nhất là mình không có nước uống nè, mặc dù thấy nước đầy hết, lụt lội là mưa xuống nước đầy hết, nước thì nhiều gặp, mà không xài được, tại vì nước nó bị ô nhiễm, tại vì sewage là cống á. Tại vì nước mà cống nó đầy lên, tại vì nó không rút được á, bị lụt, tại vì cống nó không có chạy nổi. Thì nước cống nó trộn với cái nước mà mưa. Nước mưa, nước sình á lên là nó bị ô nhiễm nè. Rồi quý vị biết là ngay lúc đó là người ta, nhiều người á, tại vì mất thuốc men, những người bệnh đang bệnh á, bệnh cao máu, bệnh tim, bệnh tiểu đường, bây giờ thuốc men nó lụt mất hết. Rồi giờ làm sao, trong thời gian nó đợi cứu, đợi 2-3 ngày, có thể nhiều khi 2-3 ngày mới được cứu, thì người ta mất những cái thuốc đó thì cũng có thể nguy hiểm đến mạng của người ta. Rồi ví dụ như ở trong nhà lụt lội đi, rồi mình đạp chúng mảnh chai, chúng chúng neo, chúng đồ á, là nhiễm trùng, mà cái nước nó dơ nữa, mà khi đạp chúng như vậy thì nó sẽ nhiễm trùng. Tức là ở hồi cái kỳ mà ở Katrina đó, ở bên Louisiana, thì có khoảng cả chục người chết vì chỉ vì nhiễm trùng thôi, về da thôi. Chỉ bị cắt chân cắt tay ở ngoài da sơ sài vậy thôi, mà cái nước nó thấm vô nó làm cho người ta mất mạng được á. Thành ra đó là trong lúc mình lụt lội, of course, rồi mình không có đủ nước uống, không có đủ, rồi bị drown, bị chết đuối nữa. Cho nên rất nhiều thứ ngay trong lúc mà bị lụt lội là nó liên quan đến sức khỏe của mình. Sau đó thì right after đó, khi mà lụt lội mà mưa nó ngừng rồi thì mũi nè, rồi cũng xem thiên, cũng không có thuốc men đầy đủ, không có đến kịp thời để mà giúp cho những người đang bị bệnh nặng, hoặc là những cái wildlife đó thấy nó wildlife, con cá sấu nó đang sao. Ở Texas thì nhà, ở cái miền Nam á là có cá sấu nè, có những con rắn nè, những con hôm qua coi TV thấy fire ant, là kiến lửa, một đoàn kiến lửa là nó một mấy trăm triệu con kiến lửa, nó float ở trên cái mặt nước, mà lỡ mà đụng đến là chỉ cái chết thì bị thương thôi. Nhưng mà ban đêm là có mấy đàn kiến cũng bay ra ngoài đường rồi, đủ thứ hết. Tức là những cái sức khỏe đó nó liên quan đến sức khỏe của mình. Rồi sau đó quý vị biết, một thời gian sau giờ nước rút xuống thì cũng mũi nè, rồi cũng nước á, kiến á, cái nước nó làm thấm vô trong cái drywall của mình, cái nhà của mình á, rồi ẩm ướt nó mốc lên, nó mốc lên, nó mô lên á, là mình hít vô là mình nguy hiểm đến tính mạng được. Cái mô là những cái mốc mà trong cái nấm đó bác sĩ, cái mốc là giống như một cái dạng nấm, đúng không, một dạng như là một cái dạng đúng một cái hình cái family của nấm á, nó nhỏ xíu mà nó đen đen á, mình lỡ mình không thay, hay rồi nệm giường rồi ra ở dưới thảm chưa kịp thay thì nó lên mốc lên, mình hít vô có thể ảnh hưởng sức khỏe của mình rất nhiều. Đó là chỉ cái sơ qua thôi, còn of course còn nhiều thứ khác nữa nó liên quan tới nữa. Rồi tâm lý, sau khi đó những người ta bị buồn rầu chán nản, mất nhà mất cửa, rồi người ta bị
depress, người ta bị tâm thần lên đủ thứ hết. Tức là nó có rất nhiều thứ, rồi bị điện giật đủ thứ ra. Rồi khi điện rớt xuống điện giật có thể chết được nữa. Chết đủ thứ. Do đó rồi mũi rồi. Nhưng mà thưa bác sĩ, chúng tôi được biết rằng là cái vấn đề sốt rét nó không còn tồn tại tại Hoa Kỳ nữa thưa bác sĩ. Thế thì sau khi lụt đi cái nạn mũi nó bành trướng rất nhiều nó ấy, thì liệu nó có đem đến gọi là malaria, tuy nhiên là sốt rét không? Nhớ là sốt rét thì không nhiều, nhưng mà cái Zika cũng là Zika. Mũi. Đấy. Zika, bệnh Zika quý vị biết nghe, một năm vừa qua là cũng vì con mũi ra. Rất nhiều bệnh mà con mũi nó truyền cho người ta. Tại khi mà nó hút máu người ta thì nó cái chỗ mà hút nó dơ, nó bị contaminate. Thì nó sẽ gây ra nhiều thứ bệnh khác. Thế vấn đề có cái vấn đề chích ngừa nào để cho tránh khỏi bị những cái bệnh mà sau khi bị lụt như vậy không thưa bác sĩ? Not really, tùy theo cái, như vậy như mùa này mùa cảm cúm người ta vẫn phải tiếp tục chích cảm cúm như thường. Tại vì tại sao những cái chỗ mà tập trung người á, thì những chỗ mà nó gọi là cái shelter, chỗ mà American Red Cross mà shelter, quý vị thấy là cả ngàn người ở với nhau, ho hang rồi nhiều người bị nôn mửa rồi nó ra những cái vi trùng, nó lây với nhau, nó gần nhau, thì mình chích ngừa cảm cúm, chích ngừa routine như là mình có chích ngừa viêm phổi, những người lớn tuổi thì chích ngừa viêm phổi, chích ngừa giờ ăn y hệt như bình thường thôi. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái đó là cái mà bác sĩ nói là ở trong lúc mà bão, còn ví dụ như là về lâu về dài, ví dụ như vài năm sau thì sao? Đó thì lâu dài thì những cái mốc môi, cái mốc á, nó nằm trong tường của mình á, mình không biết á, mình hít vô rồi sau đó những cái hậu quả của bệnh tâm thần, bệnh depression. Nhiều người cả 2-3 năm sau họ vẫn depressed, tại vì cả cái cơ nguôi, cái cơ nghiệp của mình dựng lên mấy chục năm trời, đùng cái là lụt lội mất hết, rồi mất business, rồi nhiều khi có thể you know, rồi gia đình divorce, gia đình đủ thứ, you know, nhiều cái nó mang đến cái bệnh tâm lý cho người ta. Rồi những loại hóa chất mua của những máy hóa chất. Chắc chắn là những hóa chất bên cạnh nữa, rồi những cái hóa chất bên cạnh, rồi nhiều khi những người ta về, người ta về tới nhà, người ta một người ta không có bị, không có điện nè, không có gas nè, rồi nó dùng mấy cái lò mà nấu portable á, người ta hít lên á thì có thể bị carbon monoxide poisoning đủ thứ hết. Rất là nhiều cái issue về health sau khi một cái trận dịch mà nhật trận lụt lội lớn như vậy. Còn về vấn đề giống như là với trẻ coi như là bệnh leukemia là bị cancer về máu phải không? Leukemia dạ đúng rồi, đó là cái khác nữa. Một câu hỏi khác của Nhi là về leukemia. Đúng, leukemia có nhiều loại lắm, là ung thư máu á, rất nhiều loại. Thì trong đó cái loại mà FDA nó approve, tức là cái loại đó là loại lần đầu tiên nhất là trên ở nước Mỹ, quý vị biết, quý vị nghe rất nhiều nói về gene therapy. Ở Mỹ là gene therapy nghĩa là sao? Họ dùng cái gene của mình á, họ alter đi. Tại vì người của mình á, hồi trước giờ người ở Hoa Kỳ FDA cấm không cho phép alter cái cơ thể tế bào của mình. Tức là ở Âu Châu, ở Á Châu họ có thể lấy cái tế bào của mình ra, rồi họ dùng cái gene họ thay đổi cái gene trong người mình đi, rồi họ chích ngược vào người mình lại để nó tấn công, nó chống lại những tế bào ung thư. Tại vì cơ thể mình, cái gì kháng thể mình rất là tốt. Nhiều khi á, cái bệnh mà gọi là ALL là cái bệnh mà ở đầu tiên nhất ở Hoa Kỳ FDA approve cho cái gene therapy để chữa cái bệnh ALL là cho những trẻ em nè, cho những người trẻ nè, họ bị ung thư máu. Thì bây giờ họ lấy, tại vì họ trẻ, họ có thể lấy cái gene của họ còn rất là tốt, cái tế bào rất tốt, họ customize mỗi một người một cái therapy. Tức là họ lấy cái tế bào của một em bé bị bệnh ung thư máu, họ lấy cái tế bào khỏe ra, lấy trong xung họ alter cái gene, nó biến cái gene bệnh thành cái gene mạnh, thì chích ngược vô lại thì cái tế bào đó nó vô cái gene mạnh, nó cuột lại, nó giết lại cái tế bào ung thư ở trong người của chính mình. Đó là từ bản thân mình mà chữa được cái bệnh mình nhờ cái gene therapy. Thì cũng như là cái mình ăn, mình hay nghe nói cái là gì đó non-modified, trong lúc mà mình ăn thức ăn á, họ có cái ăn gì đó GMO và non-GMO là họ not genetically modified trong những thức ăn của mình nữa. Tại vì FDA họ sợ nhiều khi mình modify những cái genetic trong thức ăn, nó vô người mình có thể nó bị modify cái genetic nữa. Thành ra thức ăn mà không được như vậy, thành không chi trong cơ thể của mình. Thành đây là một cái bước tiến đầu tiên, bước tiến mà lịch sử của Hoa Kỳ á, là họ cho phép dùng cái gene therapy. Bởi vì cái gene therapy này sau họ có thể chữa được rất nhiều loại bệnh ung thư, hay là bệnh, even những cái bệnh mà về thần kinh nữa. Thưa bác sĩ, chắc bác sĩ cũng đồng ý với chúng tôi là trong những ngày gần đây cái nhiệt độ nó gia tăng lên, có đến lúc mà có thể tới 96-97 độ. Thì cái sự kiện đó nó có ảnh hưởng đến với vấn đề mà gọi là bị sức khỏe với cái suy tim của mình không thưa bác sĩ?
Thì hôm qua Michael lái đến Corona để làm một cái presentation ở nhiệt độ 103 độ. Mình đứng thấy nhiệt độ 103 độ rất là nóng. Thì of course đây là một cái study kéo dài 16 năm vừa qua. Họ kéo dài 16 năm ở này ở bên Thụy Sĩ. Họ nghiên cứu, họ thấy là bây giờ tại sao họ để ý thấy mùa đông á, người ta bị heart attack nhiều hơn là mùa hè. Mùa đông là bị heart attack. Heart attack là bị ngãn mạch máu tim á. Thì ta ngã rất là nhiều người heart attack để chết được á. Thì họ thấy là trong mùa đông á, thì họ mới nghiên cứu, họ theo dõi 283.000 người trong vòng 16 năm ở Thụy Sĩ. Thì họ thấy là yes, khi mà nhiệt độ nó dưới 0 độ, người ta bị heart attack nhiều hơn nhiều so với nhiệt độ mà khi mà nó trên 0 độ hoặc là nó mùa hè. Rồi humidity, rồi cái wind chill factor nữa. Tức là khi quý vị biết là gió nhiều khi có 1-2 độ mà gió làm như mình trừ mấy độ vậy đó. Thì cái wind chill factor nó cũng làm cho người ta bị heart attack nhiều hơn. Vâng. Kính thưa quý vị, đó là một vài tin tức và chương trình y tế hàng tuần đến với quý vị, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.